Vâng, hôm nay bọn Sa Đình Vượng lại vào tham quan vườn em Tuấn Đặng này. Một cái không gian thực sự quá tuyệt vời các bạn. Đấy, làm lại cái nhà chòi nguồn nước. Không gian xanh sạch. Đấy, chơi với cảnh một cái không gian như thế này sướng lắm các bạn. Vừa rộng vừa thoáng. Gọn gàng sạch sẽ. Ôi, không gian quá tuyệt vời. Lại vào để tham quan ngắm cây xem nào, nhiều cây đẹp đẹp. Đấy, ngay trước mặt đây này, lại có nhiều cây rất đẹp này. À, ngắm cái cây này, úi giời. Ngay cái lưới bàn chảo nước đây. Dáng quá phiêu, đẹp. Cái này giả gân guốc ghê không? Này. Mời quý vị xem. Này trời nó hơi âm u thiếu ánh sáng các bạn ạ. Không có nắng. Mưa âm u. Tuấn Đặng giao lưu cái này bao nhiêu đây Tuấn Đặng ơi? Cái này bao nhiêu đây để làm cái nào? À. Anh chơi cây bé bé thôi, đẹp quá. Cái này sinh quê nhỉ? Hay Nam Điền? Quê à? Quê đẹp thế. Rồng lá đẹp thật. Cái da thì nó nhìn ra sinh quê, nhìn lá như là Nam Điền. À, quê Tịch Giang à? À, dòng xanh Tịch Giang đẹp thế nhỉ? Xanh xanh. Cái dòng lá này đẹp thật đấy. Mỗi những cái da thì phát hiện ra sinh quê thôi. Cái da thì nó mỏng mỏng da nhìn xanh xanh. Form dáng đẹp các bạn. Cái này ngắm cái bóng dáng đẹp quá. Đây. Đây, này thì ai chả mê. Cây tiếp theo đây. À, con này đẹp ghê đấy chứ nhỉ. Con này làm lại cái cổ ngọn đẹp thế. Bây giờ cái thân nó hơi nhỏ, đóng rễ hơi sớm. Nhiều rễ buông hai bên hơi sớm. Có thần thái ghê đấy chứ. Này còn chủ mà cái thân trực, nếu chủ lại mà nó gấu một tí nữa thì con này khiếp thật đấy. Đẹp. Ngày xưa nuôi những cái rễ phụ nó hơi sớm. Nhờ buông xuống nhìn đẹp thật này. Kết hợp với cái chân này. Có cái chân nó tan tan chảy này. Nhìn sướng thật. Đây canh làm rụt rịt. Đây xử lý cái ngọn rất tuyệt vời này. Thích cái ngọn này quá. Ừ, Tuấn Đặng xử lý cái ngọn đẹp quá thật. Đường tay đường chạy. Không gian nó đẹp thế này nhỉ. Nếu hôm nào cứ gửi mấy cây sấu về đây bán nó dễ Tuấn ạ. Không gian nó đẹp thế này về đây là VIP. Gửi mấy cây sấu về đây lại bán được giá. Cái đẹp thì đương nhiên là ok rồi, chỗ nào cũng được rồi. Không gian vị trí đẹp thế này là tôn vinh cái cây lên thì khiếp ra. Ôi dồi. Ôi.
đẹp quá, ngắm mãi không chán, say sưa. Ai chả, có cái chỗ cổ thế Toán ơi. Chỗ này siêu cổ ấy nhỉ. Này hàng rụt rịt nụ nực. Úi dồi ôi, hàng già đẹp. Cẩn thận quy nửa không cháy đây. Đỏ ao cây nhỉ, úi dồi. Đúng rồi, con này được dại nắng là ăn. Với đỏ lom. Thế nào. Ôi sao mà cái này nó già thế nhỉ. Nào được cái màu nó đỏ, đỏ rực. Đỏ rực rỡ thế này. Đấy, nhìn độ già thích thật đấy. Không, xanh quê còn khác, xanh quê khi mà nó già nó đỏ lên nhìn phê lắm các bạn. Nó có một cái dòng nó già già đỏ cây. Còn những cái dòng khác nó lại già kiểu khác, cái dòng này già đỏ cây. Đỏ như lửa nhỉ. Ghê thật. Vừa này Tuấn được cái lược tưới nào mà cây cái đỏ au nhỉ. Nó già, nó đỏ đẹp thế. Không gian đẹp rồi lại được cái tưới cái nước đẹp nữa thế nào. Con nào? À con ý quay rồi, con ý có cái đường chạy thì kinh điển rồi. Con Huyền nó lao như thế thì con ý lúc này mai số 1 rồi. Ngày mai ra đấu trường, còn con Huyền đăng ký thì hiếm có đấy. Cái độ quăng quật của cái thân chạy kinh khủng. Nó là cái do cái độ quăng quật thiên đạo nó mới thích chứ. Làm tay kỹ chưa? Đó, cắt zig zag các phết. Làm bóng giam kỹ, cắt giọt. Ui chùa. Con xanh quê nhìn nó già đẹp. Vân quốc nó khô. Ui, ghê không? Ngắm cái hàng to cao kìa xem nào. Tuấn đặng thì đa dạng phong phú. Hàng đại cũng có, hàng tầm trung, hàng mini cũng có, đủ các chủng loại. À bên này là có cái dễ ấn tượng quá. Có cái dễ đóng tạo thành vách thân rất ấn tượng. Đấy, bên này thần pháp kinh điển xi si. Cái xi si khai thác to. Hàng bịt bạt đóng ghép cứ lui đi đã, rất nhiều. Từ cái không gian này quá tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, không gian này thì sướng. Đấy cái này mai là cái khủng khiếp nhất nhà rồi.
Kháng nước xong chưa? Nước có ống nước anh ơi. Rồi, xin chào các anh em nhé. Rồi, vâng. Nó lại được vào uống trà ngon trên cái lều trà được rồi, sướng quá. Rồi, bonsai linh vượng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.